Hôm nay chẳng ngơ muốn có một bài phản biện lại những cái luận điệu xuyên tạc lịch sử. Chẳng ngơ cho đây là những cái kiến thức cơ bản nhất mà mỗi người khi tham gia đấu tranh chống lại cái bọn xuyên tạc lịch sử cần phải nắm vững và nắm rõ. Nó cũng rất đơn giản thôi, bởi vì chúng ta căn cứ vào những cái gì đã xảy ra trong lịch sử, thậm chí đã được ghi vào thành văn bản, cho nên chúng ta cũng rất dễ dàng từ cái đó chúng ta sẽ nhìn ra được những cái luận điệu xuyên tạc của những thế lực thù địch, nhất là bọn xuyên tạc lịch sử. Vâng, như mọi người đã thấy thì cái bọn xuyên tạc lịch sử, kể cả những kẻ có học hàm học vị, là phó giáo sư, là tiến sĩ, bởi vì họ có những cái kiến thức uyên thâm như thế, cho nên là họ rất dễ dẫn dắt dư luận, rất dễ hướng lái dư luận bằng những cái mà thoạt nghe thì chúng ta cũng rất thấy là thuyết phục. Thí dụ như là chúng ta đã từng thấy nhiều kẻ lên trên truyền thông này nói rất là mạnh mẽ rằng chúng ta đã phải chấp nhận ký Hiệp định Paris với lại Việt Nam Cộng Hòa, cho nên chúng ta không thể gọi là ngụy được nữa, bởi vì không ai ký mình ngụy. Đây là một cái luận điệu hết sức xuyên tạc. Chúng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy những cái luận điệu đó là những cái luận điệu xuyên tạc, và đã có lần Trần Ngơ nói đó là cái lấy hiện tượng để che mờ cái bản chất. Cái quan trọng chúng ta phải biết chúng nó phải ký vào Hiệp định Paris công nhận những điều gì. Đây là điều cốt lõi nhất, thì những kẻ lịch sử không khi nào dám nói tới, bởi khi mà nói đến thì nó sẽ lật ra cái bộ mặt xuyên tạc, bóp méo sự thật, không tôn trọng Hiệp định Paris. Đây, Trần Ngơ vừa đăng trên trang cá nhân của mình cái điều 1, chương 1, Hiến pháp của nước Cộng hòa, quên, điều 1 của Hiệp định Paris. Chúng ta thấy ở đó. Đây là điều 1, chương 1 của Hiệp định Paris. Chương 1, các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. Vâng, chẳng ngờ đọc chậm đọc rõ để mọi người thấy rằng Ngụy đã phải công nhận những điều gì nha. Xem điều 1 nói như thế nào. Điều 1, Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam đã công nhận. Điều này thì khi đọc lên thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ rất dễ hiểu thôi, chẳng có gì là khó hiểu cả. Hoa Kỳ đã phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Geneva. Đây là thừa nhận sự có mặt bất hợp pháp của Hoa Kỳ trên lãnh thổ của nước Việt Nam. Và khi kẻ xâm lược đã là một kẻ bất hợp pháp thì cái sản phẩm do chúng nặn ra lại còn bất hợp pháp hơn. Cho nên đây chính là cái điều mà bọn bè lũ lịch sử không khi nào dám nhắc tới, mà chúng nó chỉ nói khơi khơi rằng chúng ta đã phải ngồi vào bàn đàm phán ký vào Hiệp định Paris, tức là chúng ta đã thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa. Đây là luận điệu hết sức xuyên tạc bóp méo một cách rất là phũ phàng, rất là tàn nhẫn để phục vụ cho cái âm mưu lật sử của bọn chúng, để phục vụ cho cái âm mưu muốn chính danh cho cái chế độ tay sai Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam là một quốc gia, là một nhà nước. Từng người đọc lại, Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Geneva năm 1954 về Việt Nam đã công nhận. Và khi cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa đã phải thừa nhận Việt Nam chỉ là một quốc gia, điều này nói lên cái gì? Tức là chúng nó là ngụy rồi còn gì nữa. Phải không hả là Nguyễn Mạnh Hà? Phải không hả là Nguyễn Văn Minh? Phải không hả là Phạm Đức Bảo? Đó. Hiệp định Paris đã công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất,
và toàn vẹn lãnh thổ. Vậy thì làm gì có ở được một ở căn cứ vào đâu mà những thằng lịch sử chúng mày nói rằng trên thực tế ở Việt Nam giai đoạn 55 75 có hai quốc gia. Không những kẻ lịch sử này đã chà đạp lên hiệp định Geneva mà còn chà đạp lên cả hiệp định Paris nữa. Đây là cái căn cứ, đây là cái cơ sở, đây là cái điểm tựa để chúng ta vạch mặt những cái luận điệu của bè lũ xuyên tạc lịch sử. Cái này nó hoàn toàn phù hợp với những gì Bác Hồ và Đảng đã nói. Đế quốc Mỹ dã man gây ra cuộc chiến tranh xâm lược, hòng cướp nước ta. Và khi đọc lại cái điều một của hiệp định Paris này thì chúng ta càng thấy cái mức độ ngang ngược đến trắng trợn của những kẻ xuyên tạc lịch sử như Nguyễn Mạnh Hà, như Phạm Đức Bảo, như Nguyễn Thanh Sơn, bởi vì bọn chúng đều cho rằng ở miền Nam chúng nó có đầy đủ tư cách để mà gọi là một quốc gia, có quốc kỳ, có quốc ca, có quân đội, có tiền tệ, có thế giới công nhận. Đây, Hiệp định Paris đã phủ nhận hoàn toàn những cái sự công nhận của các nước đối với lại cái gọi là Việt Nam Cộng hòa. Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Vậy thì làm gì còn có cái nước Việt Nam nào nữa gọi là Việt Nam Cộng hòa? Đấy chỉ là ngụy Việt Nam Cộng hòa, gọi cho chính xác như thế. Khi chúng ta đã nắm vững được những cái nguyên tắc cơ bản như thế này, những điểm tựa cơ bản, thì chúng ta rất dễ dàng nhìn ra cái luận điệu xuyên tạc lịch sử. Và cái điều này cũng đã được khẳng định trong hiến pháp của nước Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1945 cho đến năm 1000 cho đến nay. Mặc dù đã trải qua 5 cái bản hiến pháp nhưng tất cả đều thống nhất là nước Việt Nam chỉ có một. Qua đó chúng ta càng căm phẫn với những kẻ học rộng hiểu cao, đã từng có những chức vụ quyền hạn. Đáng lẽ họ phải là những tấm gương để tuyên truyền cho người dân hiểu được, thì họ lại mượn những cái bề ngoài của những cái sự kiện để mà đánh lừa nhân dân. Cũng như cái sự kiện ở Hoàng Sa năm 1974 cũng vậy. Khi xem cái bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên lịch sử truyền hình rất là buồn, bởi vì họ nhìn nhận đánh giá nó hoàn toàn sai với thực tế. Chính văn kiện của Đảng trong cái tài liệu mà 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Trung Quốc cũng đã nói rất rõ rằng nếu có Mỹ và Trung Quốc có bắt tay, cho nên rằng cái sự cầu cứu của cái gọi là Việt Nam Cộng hòa đối với Mỹ đều bị là khước từ, làm ngơ hết. Và bởi vì không có cái chủ quyền, chỉ là thân phận tay sai, cho nên cái gọi là Việt Nam Cộng hòa cũng phải đành nhắm mắt làm ngơ để cho ông chủ của nó với lại Trung Quốc dùng những cái mảnh đất thiêng liêng của Việt Nam chúng ta thành những món hàng trao đổi phục vụ cho quyền lợi của chúng nó. Và chẳng có cho rằng chính cái sự kiện Hoàng Sa là một cái nói lên rất rõ cái bản chất của cái thực thể Việt Nam Cộng hòa, vừa là tay sai bán nước không có chút chủ quyền gì, vừa là bạc nhược hèn nhát, vừa là tàn nhẫn độc ác với ngả ngay chính binh sĩ của mình. Thế nhưng mà xem phim bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh thì chúng ta lại thấy một cái hình ảnh hoàn toàn khác. Việt Nam Cộng hòa qua bộ phim này rất có trách nhiệm với biển đảo của Tổ quốc. Họ đã điều ra những chiến hạm và đã một số chiến hạm bị đánh chìm một cách rất là mù mờ. Và cái cốt lõi nhất thì lại không chịu nói ra rằng tại sao HQ-16 lại bị trúng đạn của HQ-5.
chìm, nhưng mà chìm chưa biết là do đạn Trung Quốc hay là do đạn của Mỹ, vũ khí của Mỹ trang bị cho Việt Nam Cộng Hòa đấy. Đó, đó là những cái rất thực tế thì lại không nói, nói một cách rất mù mờ, chưa nói đến, nó rất thiếu cái sự logic trong cái lời thuyết minh. Chúng tôi đã nhiều lần đã trình bày, cho nên đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải mong muốn rằng những cơ quan chức năng hoặc là cái bộ phim này phải sửa lại ở những cái chỗ mà đã không đúng với thực tế lịch sử, nhất là cái gọi là Hải chiến Hoàng Sa. Hải chiến Hoàng Sa là một trong những cái điểm nóng để cho cái thế lực thù địch, để cho những cái kẻ muốn chính danh cho Việt Nam Cộng Hòa khoét sâu vào. Kẻ thì cho rằng đó là tinh thần yêu nước, kẻ thì nói rằng đó là bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đây là toàn là những cái luận điệu hết sức là xuyên tạc, cần phải phê phán, cần phải lên án. Khi nước Việt Nam là một, như Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris đã khẳng định và quốc tế cũng đã công nhận như thế, vậy thì tự hỏi là mấy cái thằng lính Việt Nam Cộng Hòa đó là nó yêu cái nước nào? Nhất định là nó không yêu toàn thể cái nước Việt Nam từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái rồi. Và nói thẳng ra chúng nó chẳng có cái đất nước nào để mà yêu cả. Chúng nó là những kẻ đi làm thuê, là những kẻ tay sai. Và xin nhắc nhớ để Nguyễn Văn Minh, đại tá nhà báo, và thằng Nguyễn Mạnh Hà, Bác Hồ đã nói không chỉ một lần là tuyệt đối không có vấn đề chính quyền Sài Gòn, một sản phẩm do Mỹ nặn ra đã bị mà người dân chúng tôi phỉ nhổ. Vậy thì thử hỏi rằng mấy cái thằng lính ngụy Việt Nam Cộng Hòa nói như ông ấy là nó yêu cái nước nào hả? Rồi có người lại còn nói rằng không thể nói cộng sản cầm súng chống quân xâm lược thì được gọi là yêu nước, còn lính ngụy Việt Nam Cộng Hòa cũng cầm súng chống quân xâm lược thì không được gọi là yêu nước. Đây là cách mà xuyên tạc nó còn nhẫn tâm hơn, cao bằng mọi cái giá trị, cao bằng mọi sương máu. Thì người cho rằng nói cũng không thừa, mọi người đều biết, và kể cả những thằng lịch sử, những thằng xuyên tạc nó cũng thừa sức biết. Những người cộng sản chân chính, những người cộng sản và những người yêu nước chân chính, họ chiến đấu vì độc lập, vì thống nhất và toàn vẹn chủ quyền của nước Việt Nam. Pháp lệnh về người có công cũng đã ghi rất rõ ràng. Để xác định là người có công, điều 14 trong pháp lệnh về người có công cũng đã ghi rất rõ ràng. Những người có công là những người chiến đấu, hy sinh vì độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là một cái bất biến, là xuyên suốt. Còn thằng lính ngụy Việt Nam Cộng Hòa kia nó cầm súng chống ai? Nó chống lại chính nhân dân chúng nó chống lại chính đồng bào của chúng nó, để phục vụ cho âm mưu của chủ chúng nó, là chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam này, biến miền Nam Việt Nam thành tiền đồn chống cộng. Và mọi người đều biết chính cái bọn ngụy này nó cũng coi quân giải phóng là giặc, là địch cơ mà, là lực lượng mà chúng nó phải tiêu diệt. Và nó cũng coi những người con đất Việt từ miền Bắc vào để mà diệt giặc trên chính quê hương xứ sở của mình là những kẻ xâm lược. Cho nên cái quan điểm mà nói rằng mấy cái thằng lính ngụy ở Hoàng Sa cũng có tinh thần chống quân xâm lược, mới có tinh thần bảo vệ Tổ quốc, Trần Ngơ cho rằng đây là cái thủ đoạn phải nói là cực kỳ ngang ngược, cực kỳ hỗn láo. Cho nên từ những cái văn kiện lịch sử, từ những cái tài liệu lịch sử, chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra được cái bộ mặt thật của những luận điệu xuyên tạc và bóp méo lịch sử.
và sẽ nói thẳng thắn với những thằng lật sử và những kẻ ủng hộ bọn lật sử này, chúng mày là một cái lũ ô học, chuyên môn chụp mũ xuyên tạc. Chúng tao chưa khi nào tiếm danh cái gì cả, hoặc là tự xưng cái gì cả, mà đang làm theo sự chỉ dẫn của Đảng. Chống diễn biến hòa bình là chương trình của Đảng. Và cái chương trình chống diễn biến hòa bình này cũng chỉ có mục đích duy nhất là bảo vệ cái nền tảng quan điểm tư tưởng của Đảng và Bác Hồ. Bởi vì trên cái nền tảng này, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bây giờ được xây trên cái nền tảng đó. Mọi những cái nghị quyết của Đảng, mọi những cái quyền lợi của Đảng hòa quyện vào với quyền lợi của dân tộc. Cho nên kẻ nào nói cần phải đặt ý thức hệ à được cần phải đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ cũng là một cái sự xuyên tạc. Mặc dù nó được nói ra với một cách tinh vi, nó rất dễ lừa người khác. Nhưng mà chúng ta phải nhìn lại xem tất cả những cái nghị quyết của Đảng, những cái chương trình, những cái hành động của Đảng đều có mục tiêu duy nhất là vì cái quốc gia này, vì cái sự ấm no hạnh phúc của nhân dân này. Chỉ có một số kẻ do biến chất thoái hóa, do suy thoái về tư tưởng đạo đức, vì mưu cầu lợi ích cá nhân, thì đó là những cái cá nhân, chứ không phải là cái nghị quyết cũng như là đường lối của Đảng cho phép những đảng viên làm những cái chuyện đó. Cho nên chúng ta đã thấy nhiều kẻ đã phải bị chịu sự chế tài của luật pháp. Vậy thì cái luận điệu mà cho rằng đặt lợi ích và phải đặt lợi ích quốc gia lên trên ý thức hệ như của Vũ Minh Giang đó là một cái sự ma mãnh, chỉ nói lên cái trước mắt để lừa bịp thôi. Có một điều chúng ta cũng phải nói rõ ràng là nếu không có cái ý thức hệ, không có nền tảng quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì dứt khoát không có nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà nó là một cái thể chế khác, nó là một cái chế độ khác. Cho nên cái luận điệu của Vũ Minh Giang là cái luận điệu chúng ta cũng có thể kết luận được là một luận điệu xuyên tạc, cũng rất là ma mãnh. Có những cái bọn tự ủng hộ nó cũng rất là lươn lẹo, cũng rất là tinh vi. Ngoài những cái chuyện nó gây sức ép, gây áp lực rồi thì xuyên tạc chụp mũ, thì chúng nó còn đưa ra những luận điệu mà nhiều người mới vào thì cũng có thể là sẽ chưa hiểu được vấn đề. Khi nó cho rằng trong cái phong trào đấu tranh chống diễn biến hòa bình này, đứa thì bị kỷ luật, tước quân hàm sĩ quan, đứa thì bị đi tù, đó là trường hợp của Bùi Tiến Lợi và của Quách Duy mấy lại này khác ấy. Nhiều người tưởng là ấy là, nhưng mà khi mà đi sâu và tìm hiểu thì chúng ta thấy nó không có một cái sự nào gọi là một cái tổ chức nào trong cái tổ chức chống diễn biến hòa bình. Đây đều là những cá nhân tự phát, và bởi vì chung tiếng nói. Ngày xưa các cụ chúng ta đi buôn còn có bạn, đi bán còn có phường, thì đây nó cũng thế thôi, cũng như là cái ổ nhóm của thế, là coi như là chúng nó vậy là thôi, chúng nó tự giác chúng đấy. Nhưng riêng cái VHK là chúng nó có tổ chức thật, có cái sự nâng đỡ của những phần tử thoái hóa biến chất. Và chúng ta có thể nói thẳng rắn ra là cái ổ nhóm VHK chính là cái ổ nhóm tiếp tay cho, hay là gọi là công cụ cho bọn lật sử cũng được. Và việc làm của những thằng Trần Đức Cường và thằng Nguyễn Thanh Sơn là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Chúng ta phải nói thẳng thắn như thế. Chả có nể nang đấy, chỉ chúng nó còn có nể nang đâu. Cả cái quốc gia dân tộc này, cả bao nhiêu hàng triệu liệt sĩ này, chúng nó còn không nể nang. Thì việc gì chúng ta phải nể nang, cho dù chúng nó làm đến cấp gì kệ mẹ chúng nó. Mọi người cứ nói hô là chúng mày là cái gì, họ là cái quan cao cấp. Cao cấp thì phải xứng đáng cho một cái địa vị như thế chứ. Đăng cao viễn chữ viễn chiếu mà. Cái hành động, cái việc làm, cái lời nói của anh phải xứng đáng với lại cái địa vị, với cái chức danh của anh. Đâu phải làm to rồi muốn nói gì ta nói. Chúng ta đang đấu tranh trong sự công bằng cơ mà.
Tại sao chúng nói những thằng lịch sử nó xúc phạm đến hàng triệu liệt sĩ, nó chà đạp lên chân lý của dân tộc, nó chà đạp lên truyền thống của dân tộc, thì lại bắt chúng tôi phải là kính nể cho nó. Làm gì có cái chuyện đó. Chúng ta đang đấu tranh cho sự công bằng, cho nên khi nhận xét vấn đề gì cũng cần thiết có một sự công bằng. Già không nên nết, cái đứa con nít nó chửi, đó là bình thường ở cái tức là đất nước này. Cho nên nhiều khi những cái sự góp ý nó cũng tăng thêm động lực, mà nhiều khi có những cái là góp ý để gây thêm cái sự bức xúc. Mọi người đâu biết ở cái đất nước Việt Nam là từ Nam Nam ra Bắc đều có câu là già không nên nết, già mà bố lão nó cũng chửi. Đó chúng ta thấy đấy, hiến pháp của một quốc gia cũng bị chúng nó chà đạp. Nước Việt Nam là một giải thống nhất Trung Nam Bắc không thể phân chia, ngay từ bản hiến pháp đầu tiên là khẳng định như thế. Vậy mà chúng nó lại cứ là nói rằng ở Việt Nam có hai quốc gia mà chúng ta đã ký kết với để Việt Nam Cộng Hòa rồi, cho nên không được phép gọi là ngụy nữa. Nhưng mà hiến pháp hiệp định nó ghi rõ ràng là Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Geneva năm 1954 đã công nhận. Ý tại ngôn ngoại, và ai cũng hiểu rằng đó là cái lời thú nhận cái sự xâm lược, cái sự bất hợp pháp của người Mỹ trên đất nước Việt Nam này. Như thằng Nguyễn Văn Minh lại còn nói là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có quyền cái gì, mà là như hôm qua ấy, thế là chẳng ngơ, thế là đọc đây, bây giờ chẳng ngơ lại nói về vấn đề thằng này thì cần phải nói. Vâng, anh ra bật bù chờ tôi chút xíu nhé, tôi nói nốt về cái thằng về cái sự láu cá của cái thằng Nguyễn Văn Minh này, rồi là tôi mời anh lên. Bô lêu bô lao. Đây, Trần Ngơ xin đọc chính bài viết của Trần Ngơ và Trần Ngơ sẽ bổ sung thêm. Đây là lời gửi tới thưa ông đại tá nhà báo Nguyễn Văn Minh. Đọc kỹ bài viết của ông, tôi càng khâm phục sự khôn ngoan đến ma mánh xảo quyệt của ông. Chắc ông sẽ còn nhớ rất rõ những gì ông đã viết chứ. Ông đã viết rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là người thừa kế hợp pháp các danh nghĩa, các quyền và các yêu sách do Pháp để lại trên các đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ô hay, như vậy có khác gì ông đã cho rằng Pháp mới là chủ nhân thực sự trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Và như vậy cũng chính là ông đã phủ nhận quyền chủ quyền của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đối với lãnh thổ của chính họ, mà ngay cả Pháp cũng đã phải thừa nhận trong Hiệp định Geneva năm 1954 rằng các nước công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập thống nhất có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đó, Nguyễn Văn Minh, mày thử nghe lại đây này. Chính Pháp đã phải thừa nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Vậy thì nó có quyền hành gì khi mày nói rằng Việt Nam Cộng Hòa là người kế thừa hợp pháp các danh nghĩa, các quyền và các yêu sách do Pháp để lại. Pháp nó là thằng ăn cướp nha. Nói một cách chính xác là cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa đang sử dụng những tài sản do kẻ khác phạm tội mà có. Đó mới là sự chính xác. Chứ lại nói là có thừa kế những cái quyền, cái danh nghĩa đấy do Pháp để lại. Tôi hỏi vậy thì mày có hiểu cái hiệp định Geneva nói sao? Và đây là chính do Pháp thì nó phải thừa nhận đấy, là Việt Nam là một quốc gia
mà năm 1954 mà còn là cái quốc gia đó duy nhất chỉ là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có hiến pháp, có pháp luật được toàn thể người dân phổ thông đầu phiếu tháng 1 năm 1946. Đây chính là sự phủ nhận hiến pháp của nước Việt Nam đấy. Cho nên khi chúng ta đã hiểu được những cái văn kiện, những cái hiến pháp và những cái tài liệu của Đảng, của nhà nước thì chúng ta rất dễ dàng nhìn ra cái sự xuyên tạc của những kẻ dù chúng nó là cái gì đi chăng nữa, đường đi hay tối nó dối cùng, chúng nó có giỏi nó cách mấy nhưng mà nó xuyên tạc thì người dân bình thường chúng ta cũng rất dễ dàng nhận ra được nếu chúng ta có một cái kiến thức cơ bản. Và chính những cái điều ghi trong cái hiệp định, trong hiến pháp đó là những kiến thức cơ bản để giúp chúng ta, đó là cái kính chiếu yêu để nhìn vào, đánh giá lột mặt nạ được những cái kẻ xuyên tạc. Đây, Nguyễn Văn Bình ghi rất bố láo rồi. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, đã gọi là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là đã thấy là đã hết sức mất dạy, đã vi phạm hiến pháp rồi. Bởi vì ở nước Việt Nam này chỉ có duy nhất đó là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và bây giờ là nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam. Đây, Nguyễn Văn Bình nói rằng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là người kế thừa hợp pháp các danh nghĩa, các quyền và các yêu sách do Pháp để lại trên các đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vâng, Trần Ngơ viết tiếp. Ô hay, như vậy có khác gì ông đã cho rằng Pháp mới là chủ nhân thực sự trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và như vậy cũng chính là ông đã phủ nhận quyền chủ quyền của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với lãnh thổ của chính họ mà ngay Pháp cũng đã phải thừa nhận trong Hiệp định Geneva năm 1954 rằng các nước công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập thống nhất có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Hơn nữa, Hiến pháp nước Việt Nam qua mọi thời kỳ mà ngoại đơn 5 bản hiến pháp đều khẳng định như vậy, tức là khẳng định nước Việt Nam chỉ có một. Phần trên bài viết của ông đã một lần phủ nhận tư cách chủ quyền của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi ông viết rằng như vậy, theo Hiệp định Geneva năm 1954 thì về phương diện nhà nước, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có thẩm quyền để quyết định về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lúc bây giờ. Thưa ông, phải nói cho rõ là nếu Mỹ không có ý đồ xâm lược để cướp nước ta rồi nhảy vào miền Nam dựng lên và nuôi dưỡng cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa phản nước hại dân và cũng để qua đó xé bỏ Hiệp định Geneva hòng biến miền Nam thành tiền đồn chống cộng, thì theo Hiệp định Geneva đến tháng 7 năm 1956 hai miền đã hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Và như vậy thì trên lãnh thổ của nước Việt Nam làm gì có cái quái thai Việt Nam Cộng Hòa để ông nói nó có quyền thừa kế hợp pháp Hoàng Sa và Trường Sa vào thời điểm năm 1974. Phải vậy không thưa ông? Cũng cần nhắc cho ông nhớ rằng Bác Hồ đã nói tuyệt đối không có vấn đề chính quyền Sài Gòn một sản phẩm do đế quốc Mỹ nặn ra mà người dân chúng tôi phỉ nhổ. Bằng luận điệu cho rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có thẩm quyền để quyết định vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có quyền kế thừa hợp pháp các danh nghĩa, các quyền lợi và các yêu sách do Pháp để lại, thì có thể thấy rất rõ là ông không chỉ muốn hợp pháp hóa cho Việt Nam Cộng Hòa là một nhà nước mà ông còn xuyên tạc bóp méo cả Hiệp định Geneva. Hơn thế, bằng luận điệu đó ông cũng đã phủ nhận tư tưởng quan điểm của Đảng và Bác Hồ. Thấy nó lại lấy cây cái sổ đâu tiêu rồi sao mở nắp tôi. Dạ ABC lấy cây ông tiếp của tiêu rồi. Cái gì? Cái mở nắp mở ABC á. Hãy nghiêm túc nhìn nhận lại. Ông đang phục vụ cho ai? Cho nhà nước nào? Nhé ông đại tá nhà báo. Vâng, đây là những cái lời mà Trần Ngơ phản biện lại cái bài viết trên cái blog cá nhân của Nguyễn Văn Minh. Đây không chỉ là một cái lần duy nhất hay là một bài duy nhất mà Nguyễn Văn Minh xuyên tạc lịch sử, muốn phủ nhận
tôi nhớ rằng mấy hiệp định Geneva phủ nhận hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và hắn ta rõ ràng là thể hiện cái ý định muốn hợp pháp hóa cho cái chính quyền tay sai, hay nói như Bác Hồ là một sản phẩm do đế quốc Mỹ nặn ra mà nhân dân chúng ta phỉ nhổ thành một nhà nước, khi cho rằng về phương diện nhà nước thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có đủ thẩm quyền để quyết định cái chủ quyền ở trên hoàng đảo, trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là một sự trắng trợn phủ nhận quyền chủ quyền của một nhà nước hợp pháp mà những kẻ xâm lược cũng đã phải thừa nhận cái quyền chủ quyền đó. Chỉ có những kẻ lịch sử, trong đó có tên Nguyễn Văn Minh này, đã trắng trợn phủ nhận cái quyền chủ quyền hợp pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà nó cho rằng cái chính phủ Việt Nam Cộng hòa đấy, cái chính phủ mà nói như Bác Hồ là đã bị người dân chúng ta phỉ nhổ đấy, và tuyệt đối không có cái gọi là chính quyền này ấy, là mới có đủ cái quyền thừa kế hợp pháp. Mà nó lại không nói là thừa kế. Cái nước Việt Nam này có phải là của Pháp không à, là Nguyễn Văn Minh, mà mày nói là do Pháp là để lại à. Pháp nó cướp cái nước, cướp nước Việt Nam chứ đâu phải cái là của nó. Đây, Trần Ngơ đọc lại để mọi người thấy được cái sự mất dạy của cái thằng đại tá nhà báo này. Vô đâu rồi? Chúng ta phải vạch mặt những cái luận điệu xuyên tạc lịch sử này. Mà cái sự khốn nạn hơn, chính cái thằng Nguyễn Văn Minh này nó là lợi dụng quyền hạn chức vụ. Nó cho là những người đấu tranh này là những kẻ tâm thần chính trị. Nó viết rất dài. Để đến thứ Bảy Chủ nhật Trần Ngơ sẽ đọc lại cái bản mà nó viết về cái trong cái bài nó viết là bọn tâm thần chính trị. Thì chúng ta càng thấy rõ được nó đang bảo vệ những cái gì, nó đang bảo vệ ai, nó đang phục vụ ai. Đây là cuộc đấu tranh mòn mất mà còn, thực sự như thế. Nếu chế độ này mất, chúng ta không được sống yên. Và chúng ta đã trở thành những kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nếu chúng ta không biết gìn giữ cái thành quả này, tức là chúng ta đã phụ ơn như hàng triệu liệt sĩ của chúng ta rồi. Và Trần Ngơ cho rằng cái bọn lịch sử này nó đang lặp lại cái những cái gì đang xảy ra ở bên Liên Xô. Chúng ta thấy rất rõ ràng như thế. Bởi vì ở bên Liên Xô không phải là không có những người dám đứng lên đấu tranh, nhưng mà nó lợi dụng quyền hạn chức vụ để nó cho rằng những người đấu tranh đó là chống lại nhà nước, chống lại có Đảng Cộng sản Liên Xô. Bởi vì lúc đó Đảng Cộng sản Liên Xô nó có một số kẻ đưa ra gọi là ngẫm lại lịch sử đấy, suy gẫm lại lịch sử đó. Thì bây giờ ở Việt Nam cũng đang thế. Khi mà cơ qua những giọng nói của thằng Phạm Đức Bảo viết, thì nó cho là ngày trước Đảng và Bác là nói sai. Và chính một thằng Phạm Đức Bảo nó nói, nó gọi là ngụy là sai đấy. Chúng nó đang rất mất dạy, chúng nó là những kẻ đang muốn phủ nhận lên cái quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng của Đảng và của Bác Hồ. Rất là bố láo, bố liếu, cho nên khi càng nhìn kỹ ra thì mọi người mới thông cảm cho những cái sự bức xúc của những cái phong trào, của những cá nhân trong phong trào đấu tranh vạch mặt cái bọn lịch sử này. Và cũng xin mọi người, Trần Ngơ không phải thanh minh đâu, nhưng mà mong mọi người thông cảm. Chúng nó mới là khốn nạn, chúng nó mới là đáng chửi. Chúng nó chà đạp lên dân tộc này, chà đạp lên chân lý, lên truyền thống. Nhất là những thằng đảng viên biến chất thoái hóa, những thằng mà thoái hóa vào mặt tư tưởng đạo đức, khi cho rằng gọi là ngụy thì để mà phục vụ cái nọ, phục vụ cái kia. Đây là đều là những cái luận điệu xuyên tạc hết. Và Trần Ngơ giữ quan điểm, kẻ nào bỏ đi cái cách gọi ngụy quân ngụy quyền là kẻ đó đang xúc phạm và đang muốn phủ nhận tư tưởng của Đảng và của Bác Hồ. Bởi vì cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền này không chỉ là cách gọi thông thường ở cuộc sống, mà nó còn đã được văn bản hóa trong các nghị quyết của Đảng, trong những lời kêu gọi của lãnh tụ. Cho nên kẻ nào không có một lý do nào có thể bỏ được đi cụm từ ngụy quân ngụy quyền này.
Chúng tôi khẳng định rằng kẻ nào bỏ đi cụm từ ngụy quân ngụy quyền trong lịch sử của dân tộc, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chính là những kẻ đang phản bội lại lý tưởng của Bác Hồ, đang phản bội lại chân lý của dân tộc. Chúng nó dù là ở cương vị nào cũng cần phải lên án. Đây, Nguyễn Minh Hà nó viết rằng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đó. Trong khi Đảng và Bác đều nói là ngụy quân ngụy quyền, chính quyền ngụy Sài Gòn, Mỹ ngụy Mỹ và Mỹ và bọn tay sai, đó là gọi là cái liên từ để mà chỉ hai cái thế lực của bọn xâm lược và thế lực của bọn tay sai. Thì Đảng và Bác đều nói là Mỹ ngụy quyền, hay là Mỹ ngụy, hay là Mỹ và bè lũ tay sai. Mà ở đây thì thằng Nguyễn Văn Minh nó viết rõ ràng là Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là người kế thừa hợp pháp các danh nghĩa, các quyền lợi, các yêu sách do Pháp để lại trên các đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Không có còn một chút gì là coi như là tư tưởng của Đảng và của Bác Hồ nữa. Không có một chút gì là quan điểm của Đảng và Bác Hồ nữa. Đó, mọi người thử lấy trong các tài liệu của Đảng, trong các nghị quyết của Đảng giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thì có khi nào mà Đảng và Bác Hồ nói rằng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không? Trong các văn kiện của mình, trong các nghị quyết của mình. Trần Ngơ rất đồng ý với lại cách đánh giá của Trung tướng Nguyễn Quê Thành Tuấn đấy. Cái Việt Nam Cộng Hòa cũng không phải là giống đấy, nhưng mà tùy theo ngữ cảnh. Và chúng ta cũng chẳng đòi hỏi lúc nào cũng phải nói đến ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng lịch sử thì dứt khoát phải ghi lại. Còn bây giờ thì muốn gọi gì gọi. Thế nhưng mà là chúng nó lại lớn tiếng, chúng nó gọi như thế là sai. Gọi như thế là không đúng. Đó, cái thằng có tiến sĩ luật Phạm Đức Bảo đấy. Và rất nhiều kẻ nữa, chúng nó toàn là to như đống rơm hết cả đấy. Nào là Thứ trưởng Ngoại giao, nào là Viện trưởng Viện Khoa học Lịch sử Việt Nam, nào là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Thế nhưng mà có sẵn sàng nhiều kẻ vẫn nói, vẫn cho là chúng tôi là đang coi như là chửi cán bộ. Cán bộ đàng hoàng thì ai dám? Cán bộ phải có cái trách nhiệm nêu gương chứ. Đó cũng là cái mà Đảng giáo dục các đảng viên đấy. Trách nhiệm nêu gương. Cán bộ phải đi trước làng nước, phải theo sau, nói phải đúng. Càng là đảng viên, càng là cán bộ cao cấp thì lại càng phải thận trọng những cái câu phát ngôn của mình. Bởi vì nói như là Nguyễn Văn Minh, mày nói rất đúng đấy. Người càng cao thì cái sức lan tỏa, cái sức định hướng nó càng cao, thì ăn nói phải cẩn thận. Mày là đại tá mà mày lại hô là Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đó có phải là cách đánh giá của, đó có phải là quan điểm của Đảng, đó có phải là quan điểm của Bác Hồ hay không? Mà mày nói rằng coi chúng ta tâm thần, chúng ta nói lung tung, mày nói cái nọ kia. Nói đúng đắn chứ sao mà lung tung được. Lung tung thì là chúng mày đã tiêu diệt lâu rồi. Hở ra có 18 giây kìa. Nói nó chưa chuẩn xác. Và nói như mày là không có sai. Bởi vì mày nói là quốc tế người ta căn cứ vào cái thực sự. Thì ông Bùi Tiến Lợi ông cũng nói theo cái tinh thần đó. Ông nhắc nhở bà con ngư dân rằng tuy chúng ta tuyên bố cho nên là mà là chúng ta đã ký vào cái công ước về luật biển năm 1982 là lấy cái cơ sở thực tế làm cái nền tảng, thì thằng Nguyễn Văn Minh mày nói đúng. Vậy thì ông Bùi Tiến Lợi ông ấy nói như vậy thì là đâu có sai. Và cái quan trọng hơn là ông đã gỡ xuống rồi, kèm theo lời xin lỗi rồi. Mà mày còn cho đó là cái không đúng quan điểm của Đảng,
không đúng quan điểm của ấy. Thế thì mày gọi, mày diễn giải, mày bênh vực cho cái Việt Nam Cộng Hòa như thế là đã đúng với lại quan điểm của Đảng chưa? Đúng với quan điểm của Bác Hồ chưa? Trong khi Bác Hồ nói tuyệt đối không có vấn đề chính quyền Sài Gòn một sản phẩm do đế quốc Mỹ nặn ra mà bị người dân chúng tôi phỉ nhổ. Bênh vực cho những kẻ có cái quan điểm xuyên tạc cả lời nói của Bác Hồ, mượn lời nói của Bác Hồ để mà làm đẹp, để mà tôn vinh cho những thằng lính tay sai. Cho nên bọn lịch sử này nó rất là điêu ngoa, rất là gian xảo. Chỉ cần một cái câu nào mà nó không rõ ràng, không thực tế, nó có thực tế rồi nó cũng xuyên tạc, nó tức là bóp méo mà. Cho nên mọi người đều thấy, kể cả trong cái cuốn phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên lịch sử truyền hình, trên một cái phương châm là của mấy ông bà viết sử nói là lấp đi khoảng trống, lấp đi cái khoảng trống, nhưng mà thực tế họ đào thêm những khoảng trống và họ cố tạo ra những cái nghi ngờ. Thí dụ như trong bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên lịch sử truyền hình nói về năm 1954 á, sau khi mà Pháp đã thất bại ở Điện Biên Phủ và đang phải ngồi vào bàn đàm phán, thì có một cái sự kiện là thằng thủ tướng Pháp tên là cái thằng bà mẹ gì ngơ quên rồi, tên nhưng nó khó gọi lắm, nhưng mà cái thằng thủ tướng ở là cái giai đoạn đó cùng với thằng thủ tướng của cái gọi là quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu trên một cái con tàu ở ngoài Vịnh Hạ Long ấy, chúng nó nói là trao trả độc lập. Thì cái bộ phim này cũng nhắc lại cái sự kiện này, nhưng mà nhắc để đó chứ không nói rõ ra nhiệm vụ của những cái nhà nghiên cứu lịch sử. Và nếu thực sự có tính khoa học thì phải phân tích cái sự kiện này ra, đây là sự giả dối của bọn Pháp, đây là cái chiêu bài của bọn xâm lược. Nó có trao quyền trao trả độc lập cho cái nước Việt Nam đâu, nó trao trả cho một cái gọi là quốc gia Việt Nam, nhưng thực sự là do Pháp, là bù nhìn cho Pháp, là tay sai cho Pháp, là nó trao trả cho cái thằng đầy tớ của nó, chứ nó đâu phải trao trả cho nhân dân Việt Nam. Chính những nhà nghiên cứu lịch sử, những nhà lịch sử và bộ phim phải có trách nhiệm làm rõ vấn đề này, bởi vì chúng ta thấy chính về cái sự kiện này mà sau này cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, cái bọn Ngụy này này, nó cho rằng Việt Cộng mới là thủ phạm gây ra cái sự chia cắt đất nước, bởi vì nước Việt Nam lúc đó đã được Pháp trao trả độc lập rồi. Đây là cái chỗ mà để cho các thế lực thù địch nó khoét sâu vào để nó xuyên tạc. Thế nhưng mà mồm mép của các nhà nói là lịch sử là phải lấp đi cái khoảng trống, nào là lịch sử phải khoa học. Chỗ này có khoa học không? Hỏi những nhà làm phim, tại sao các người đưa ra cái sự kiện đó là vào thế là tháng 6 năm 1954 đó, vì chính phủ Pháp đã trao trả độc lập cho quốc gia Việt Nam. Thế cái quốc gia Việt Nam có phải là đại diện cho người dân Việt Nam hay không? Hay chỉ là một cái bè lũ tay sai bán nước đi làm đầy tớ cho thực dân Pháp? Đó là nhiệm vụ của những nhà viết sử, đó là cái tính khoa học trong lịch sử. Thì các người phớt lờ đi, các người đưa ra thế chẳng có một lời giải thích gì, để cho bây giờ hiện tại cũng nhiều người cũng sẽ nghe, cũng thấy là cái bọn Ngụy kia là nó nói đúng này. Nó nói Việt Nam là đã coi như là được trao trả độc lập rồi, cho nên chính những người cộng sản gây ra là chính người cộng sản gây ra coi như là chiến tranh. Đó luận điệu của thầy chúng nó đấy. Tại sao những nhà khoa học lịch sử tại sao không khoa học ở cái chỗ này cho người dân chúng tôi nhờ và cũng để bịt miệng những cái kẻ xuyên tạc? Nó trao trả cho đầy tớ của nó chứ nó đâu phải là trao trả cho là nhân dân Việt Nam. Và lúc đó ai mới là người đại diện cho là đất nước này? Đó là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mọi người cũng đã từng thấy là cái thằng Hoàng Duy Hùng nó cũng đã xuyên tạc về cái sự kiện mà khi mà
Nguyễn Hải Thần này về cô Trung với lại cái lúc đó ở Trung Quốc, rồi là về cô Trung với lại Hoa Quân Nhập Việt của bọn lính Tưởng đấy. Thì cái thằng Hoàng Duy Hùng này nó cũng xuyên tạc, nó cho rằng Lư Hán Hiếc là đưa Nguyễn Hải Thần về bảo vệ Nguyễn Hải Thần qua cái sự kiện nó để mà nó hạ thấp cái vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cần phải làm rõ ra cái điều đó. Đó mới là khoa học. Mồm thì nó khoa học, nhưng mà lại nói thì chẳng khoa học, cái đưa ra những cái lửng lơ như thế. Và những nhà nghiên cứu lịch sử thừa sức biết đó chính là những cái sự kiện mà những thế lực thù địch và các thứ nó xuyên tạc để nó làm mất đi cái vai trò lãnh đạo của Đảng. Luận điệu của là chúng nó thường ngày đấy, nó nói là Việt Cộng là hy sinh xương máu của đồng bào chiến sĩ một cách vô ích, bởi nước Việt Nam đã được trao trả độc lập rồi. Năm 1945 thì có cái sự kiện gọi là Nhật nó cũng trao trả cái mạ mẹ cho nó, trao trả mồm cho cái chính phủ thuộc của ông tên là Trần Trọng Kim đấy. Nhưng mà Trần Trọng Kim là ai? Cũng là tay sai cho Nhật, do Nhật nó dựng lên. Đó có phải là đại diện cho người dân Việt Nam hay không? Thì chúng ta thấy kể cả trong phim, kể cả trong ấy chẳng thấy có lời giải thích gì. Đó là lấp đi khoảng trống của lịch sử đi. Đó mới chính là những cái khoảng trống cần phải được các nhà lịch sử nghiên cứu, phân tích theo quan điểm. Phân tích kiểu gì thì kiểu, đánh giá kiểu gì thì kiểu, nhưng phải bằng thế giới quan của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều này đã được ghi trong hiến pháp rồi, chứ không mượn khách quan để mà nói như là thằng Mỹ nó nói. Không thể mượn được cái khách quan đa diện để mà nói như thằng Pháp nó nói, hay là nói như là của cái bọn Nguyễn Văn Thiệu nó nói là không được. Như thế là vi hiến. Muốn giải thích kiểu gì thì giải, muốn dài ngắn gì, nhưng phải đứng trên lập trường quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để đánh giá, để nhận định, để phân tích. May mà của ông này tôi không khách quan tới mức là nói như bọn Ngụy nó nói là Việt Nam đã được trao trả độc lập rồi. Đó, những vấn đề đó đấy. Cho đến bây giờ cũng vẫn nhiều kẻ nó vẫn nói đấy. Nó nói công cuộc của cách mạng tháng 8 của chúng ta là hy sinh xương máu một cách vô ích, bởi vì là Việt Nam là đã được Nhật là nó trao trả thẻ độc lập cho Trần Trọng Kim rồi. Thì cái trách nhiệm của người viết sử phải nói ra, phải dạy cho thế hệ sau nó biết Trần Trọng Kim chỉ là thằng tay sai, là cái chính quyền tay sai của Nhật. Nhật nó dựng lên, nó trả cho thằng tay sai để nó dễ sai khiến. Đây là cái sự lòe bịp